Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần căn bậc 2. Em nhớ không thầy là căn bậc 2 thì liên quan tới gì? Tới bình phương. Ha, tới bình phương. Còn căn bậc 3 thì liên quan tới lập phương. Lập phương nghĩa là mũ 3. Em hiểu không nào? A mũ 3 người ta gọi là A lập phương, còn A mũ 2 người ta gọi là A bình phương. Nhớ không thầy như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem thầy cái hoạt động 2 này nha. Hoạt động 2. Bạn Loan cần làm một chiếc hộp giấy có dạng hình lập phương. Đó, hình lập phương. Hình lập phương là hình có 6 mặt của nó đều là hình vuông. Các em hiểu không nào? Với thể tích là 64 decimet khối. Hỏi cạnh của chiếc hộp giấy đó là bao nhiêu decimet? Biết rằng độ dày của tờ giấy để làm hộp là không đáng kể. Thì nếu giả sử như chúng ta gọi A decimet là cạnh, một cạnh của độ dài của chiếc hộp giấy dạng hình lập phương đó, và điều kiện ở đây là A của chúng ta là phải một số vuông lớn không, thì khi đó thể tích của hộp giấy nó sẽ là gì? Thể tích hộp giấy nó sẽ là A mũ mấy? A mũ 3. Các em nhớ này, thể tích của hình lập phương nghĩa là bằng A nhân A nhân A, chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Thể tích dài nhân rộng nhân cao thì A nhân A nhân A thì bằng A mũ 3 này, chứ không. Một số bạn nói của sao thầy biết nó là A mũ 3? Tại vì thể tích hình hộp chữ nhật cũng vậy, là chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Thì ở đây á, nó là hình lập phương, thì hình lập phương của nó là 6 mặt của nó đều là hình vuông, thì tất cả các cạnh của một mặt ha thì đều nó bằng nhau, và cái chiều cao của nó cũng bằng chính chiều dài và chiều rộng của nó luôn. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thể tích ở đây người ta đã cho em là 64 nè. Như vậy nó 64 bằng A mũ 3. Đúng không? Như vậy chúng ta phải hiểu ngược cái này, cái số bao nhiêu mũ 3 mà bằng 64? Cái số bao nhiêu mà mũ 3 bằng 64 có phải là bằng mấy? Số 4 không? 4 mũ 3 là bằng 64. 4 mũ 3, đây đọc này, 4 mũ 3 là bằng 64. Như vậy ở đây là số mũ 3 đây bằng nhau, thì A này sẽ bằng mấy? A của chúng ta sẽ bằng 4. Vậy cạnh của chiếc hộp giấy đó sẽ là bằng 4 decimet. Hiểu chưa? Đó, vậy thôi, 4 decimet. Đơn giản hay thôi nghe. Hiểu chưa? À, ok. Nhá. Đây nghe này. Nhớ này, căn bậc 2 thì nhớ tới bình phương, mà căn bậc 3 thì nhớ tới lập phương. Nhá. Rồi ok. Ở đây thì người ta cũng nói là ta có A mũ 3. Rồi. Ta nói 4 mũ 3. 4 mũ 3 bằng 64 thì ta nói 4 này là căn bậc 3 của 64. Riêng căn bậc 2 á thì nó có hai giá trị âm và dương, nhưng riêng căn bậc 3 nó chỉ có một giá trị thôi, một là dương, hai là âm. Tại vì bản chất vấn đề đây là căn bậc 2 của âm 8 ở đây đi thì nó vẫn bằng âm 2 ở đây được. Tại vì sao? Tại vì căn bậc, thầy nói căn bậc 3 nha. Căn bậc 3 của âm 8 thì bằng, ta có thể viết là bằng âm 2 mũ 3. Thì 3 căn 3 này hết, triệt tiêu nó còn là âm 2 này. Căn bậc 3 thì nó có thể ra ở đây là số âm, nhưng căn bậc 2 thì nó không được ra ở đây là số âm. Nhớ chưa? Căn bậc 2 nó chỉ ra là số dương thôi, chứ mà ra số âm là sai đấy. Hiểu ha? Rồi, ok. Rồi chúng ta ghi thầy phần này vô. Căn bậc 3 của một số thực A là số thực x, sao cho x mũ 3 bằng A. Căn bậc 3 số thực A ký hiệu là gì? Đây. Từ nay trở sau chúng ta sẽ ký hiệu chỗ đây có số 3 này, A này. Nếu mà tổng quát nhất em gọi là căn bậc n ở đây của A, thì n ở đây nếu như bình phương thì chúng ta không cần phải ghi. Dù căn bậc 2 thì chỗ này chúng ta không cần phải ghi số 2 ở chỗ đây, nhưng mà bắt đầu từ số 3 lên, ví dụ căn bậc 3, căn bậc 4, căn bậc 5 gì đó thì chúng ta phải ghi. Tại vì sau này lên chương trình phổ thông chúng ta học ví dụ về logarit đi, ví dụ logarit cơ số a của căn bậc 2 của a mũ n ở đây thì nó lại khác. Khi đó lên chương trình lớp 11 ta sẽ được học sau nha. Tại vì chương trình phổ thông thầy cũng có dạy, năm nay thầy cũng có quay toán lớp 9 và toán lớp 12, nên em yên tâm. Được chưa? Công thức này, mũ 3 với 3 triệt tiêu thì nó còn lại A. Ví dụ căn bậc 2 của, thầy nói căn bậc 3 của 4, căn bậc 3 của 4 ở đây tất cả mũ 3 thì 3, 3 hết, nhưng mà cái thằng này là bằng số 4 này. Chúng ta dễ hình dung ở cái công thức này. Hiểu chưa nào? Rồi. Ta đi sang ví dụ 7 này. Số 2 có phải là căn bậc 3 của 8 hay không? Chắc chắn là phải. Tại vì 2 mũ 3
thì bằng 8. Âm 5 có phải là căn bậc 3 của âm 125 hay không? Có, phải. Tại vì âm 5 mũ 3 thì chính là bằng âm 125. Tại sao? Chỗ đây thầy giải thích xíu ở giống chương trình lớp 6 này. Có phải là âm 3, âm 5 nhân âm 5 nhân âm 5 không? Âm nhân âm là ra dương, dương nhân âm đây tiếp tục ra âm này. 5 nhân 5 nhân 5 bằng 125. Nếu mình tính về làm giống như lũy thừa mà chúng ta được học ở chương trình lớp 6. Đúng không? Đấy. 0,1 có phải là căn bậc 3 của 0,01 hay không? Tại 0,1 mũ 3 thì cái này bằng 0,001 các em. Nó khác với thằng này. Thì thằng này không phải. Nha. Rồi. Chú ý nè. Người ta chứng minh được rằng mỗi số thực A đều có duy nhất, giống như nãy thầy nói, nó chỉ có duy nhất một căn bậc 3 thôi. Một là âm, hai là dương, nó chỉ có một thôi. Chứ còn thằng căn bậc 2 ấy thì nó có hai giá trị. Ví dụ người ta yêu cầu tìm căn bậc 2 của 4 thì chúng ta sẽ kết luận được và chúng ta lập luận và chúng ta trả lời được nó có hai căn bậc 2, đó chính là 2 hoặc là gì? Hoặc là âm 2. Nhưng đối với căn bậc 3 thì nó chỉ có một thôi, một là âm, hai là dương, nhóm này như vậy. Được chưa? Ta sang ví dụ 8 này. Tìm giá trị của thằng này 1, 2, 3 thì thằng này có phải chúng ta viết trở thành là 10 mũ 3 thì thằng này chính là bằng 10 nè. Thằng này có phải bằng âm 0 phẩy mấy các em? À, âm 0 phẩy mấy đây? Âm 0,4 đúng không? Thằng này âm 0,4 mũ 3. Rồi, cái này nó thực sự điều giản vậy thôi chứ. Có trong máy tính thì hết nè, tí nữa qua phần máy tính là bấm cái bật về xong. Nhưng chúng ta phải bấm thì bấm, nhưng chúng ta phải hiểu được bản chất của vấn đề nghe em. Ý thầy muốn nói như vậy. Chúng ta phải hiểu được bản chất của vấn đề. Làm thầy phần luyện tập 2. Thầy làm đây luôn nha. Bằng căn bậc 3 âm 8 ta đưa về âm 2 mũ 3. Đó, thì kết quả này sẽ bằng âm 2 này. Ok. Bằng ở đây luôn nha. Bằng căn bậc 3 0,125 thì có phải là bằng 0 mấy? 0,5 mũ 3. 33 trực tiêu. Nha. Thì cái này sẽ bằng 0,5. Căn bậc 3 của 0 thì chắc chắn thằng này bằng 0 rồi. Không bằng cái gì cả. Được chưa? Hiểu. Rồi, tiếp tục. So sánh này. So sánh thì giống như của cái phần căn bậc 2 thôi. Ta để ý này. Với hai số AB này, ở đây người ta đâu có cho là hai, với hai số AB không âm đâu. Nó có thể là số âm. Các em hiểu không? Nó có thể là số âm đó. Đó, nên là nếu A nhỏ hơn B thì căn bậc 2 khi người ta áp vô căn bậc 3 vô thì dấu này vẫn cùng chiều này. Và ngược lại, nếu hai thằng này như này thì chúng ta sẽ suy ra được như này. Thì ở đây em thấy nó có cùng căn bậc 3 rồi thì chúng ta sẽ so sánh ở đây. Thì chắc chắn là âm 11,35 chắc chắn nó sẽ lớn hơn âm 13,12. Ở đây có dấu âm à. Nếu không có dấu âm thì thằng này lớn hơn, nhưng mà cho dấu âm vô thằng này chắc chắn sẽ lớn hơn. Và chúng ta kết luận thằng này sẽ lớn hơn. Nghe thầy nói số 3 này này. Nghe thầy nói một xíu này. Một cái số A nào đó mà muốn cho vào căn bậc 3 thì chúng ta sẽ lấy số 3 này chúng ta cho vào đây và chúng ta bật mũ 3 này lên. Hiểu không? Thầy lấy ví dụ số 3 này. Để so sánh thằng này có căn bậc 3 đúng không? Thì số 3 này này, thầy sẽ cho nó vào căn bậc 3 bằng cách thầy lấy số 3 này đưa vào đây và chúng ta mũ 3 lên. Có phải thằng này sẽ bằng là căn bậc 3 của mấy? 27. Để chúng ta so sánh với thằng này. 27 mà so sánh với 27 1/4 thì chắc chắn thằng này sẽ lớn hơn này. Đúng không? Tại vì 27 này nó nhỏ hơn thằng này. Thằng này là hỗn số chúng ta có thể đưa về. Hoặc là 27 phần 1/4 này có phải là 27 cộng cho 1/4. Đúng chứ? Nếu mà phần hỗn số ở chương trình lớp 6 chúng ta học chúng ta biết rồi. Thì chắc chắn đã 27 thì bằng 27 mà nó cộng thêm 1/4 thì chắc chắn thằng này sẽ lớn hơn này. Hiểu chưa? Đó. Nên là ví dụ như thầy nói là ví dụ thầy yêu cầu các em đưa cái số 5 vào bao nhiêu căn bậc 3 đi, thì chúng ta mạnh dạn đưa số 5 này vào ở phía bên trong này mũ 3 lên sẽ bằng là căn bậc 3 của 125. Đưa ra và đưa vào. Đưa vào thì mũ bình phương mũ 3 lên, còn nếu mà đưa ra thì lấy căn bậc 3. Các em hiểu không? Rất là dễ luôn. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em phần 3 la mã sử dụng máy tính cầm tay để tính. Cái này dễ lắm nha. Đây. Nghe thầy giới thiệu sơ qua. Bạn nào mà chưa biết á thì chúng ta vào trong kênh á.
có 49 cái video. Thầy đã hướng dẫn cực kỳ chi tiết và cực kỳ cụ thể để mà sử dụng cái máy tính cầm tay cái nhãn hiệu FX580VNX, tại vì thằng này hiện tại đang rất là thịnh game. Nhà học sinh là đã trên cả nước gần như toàn bộ là sử dụng cái phần này, nên thầy mình ra video của cái máy này này. Ta vào đó chúng ta xem. Thì trên cái máy này thì cái ký hiệu ở căn bậc 2 này em như này. Đây. Căn bậc 2 cũng chỗ này mà căn bậc 3 cũng chỗ này bằng cách như sau này. Nếu mà căn bậc 2 thì chúng ta bấm một lần như này, chúng ta không bấm phím gì cả. Ví dụ căn bậc 2 đây. Cái dấu trỏ này đang nháy đây, ví dụ thầy bấm căn bậc 2 của 9 ở đây. Sau đó thầy bấm cho bằng ở đây thì bằng 3 này. Trắng là như vậy. Đúng không? Nhớ này, căn bậc 2 thì chỉ bấm một lần ở đây thôi này. Rồi bây giờ thầy nói tới căn bậc 3. Các em nhìn thấy căn bậc 3 nó nằm cũng cái phím này, nhưng mà nằm ở trên đây chúng ta thấy cái màu vàng không. Nếu như màu trắng này chúng ta sẽ nhập một lần nữa, thì chúng ta bấm ví dụ x bình phương này, chúng ta bấm như này. Các em hiểu không? Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn gọi cái này x màu 3 này ra thì chúng ta nhớ, để gọi những cái anh phím chức năng màu vàng này ra thì chúng ta sử dụng phím shift. Để gọi những phím chức năng màu đỏ đây, để gọi những phím chức năng màu đỏ thì chúng ta sử dụng phím alpha. Nguyên tắc là như vậy. Các em hiểu chưa? Thì bây giờ thầy để thầy gọi cái căn bậc 3 ra, đây là màu vàng, thì thầy sử dụng phím gì? Phím shift bấm căn bậc ở đây ra. Đó, ví dụ thầy bấm số 8, căn bậc 3 của 8 thì chắc chắn ta bấm dấu bằng thì bằng 2 này. Hoặc là ví dụ căn shift căn shift căn bậc 3 ở đây của 125 chắc chắn là bằng 5 này. Vậy thôi. Dạ. Qua vậy. Trời ơi, như ăn cháo đó, vậy xong rồi đó. Ta đi sang phần hoạt động 3 nha. Như ăn cháo nha, nó rất là dễ. Đây. Bây giờ thử thầy thử bấm thì trên đây người ta giảng thôi, thầy sẽ bấm lại căn 2 của 5. Đúng không? Căn bậc 2 thì bấm một lần ở đây. Nhập số 5 vô. Bấm vô bằng. Cái máy tính này á, ảnh không có ra số thập phân như này thì chúng ta làm sao? Chúng ta thấy cái phím chữ SD đây không? Thấy phím SD, chúng ta bấm chữ SD chắc chắn nó sẽ ra đây. Hay là dù chúng ta muốn lại thì chúng ta bấm SD lại. Đây, cái chữ SD để hoán đổi cái số vô tỷ. Cái số vô tỷ của nó là như này. Đó, ok. Tiếp tục âm. Âm thì chúng ta nhập số âm đây, cái dấu trừ này. Âm này, căn bậc 2 này của 11 này bằng này. Âm này. Tiếp tục căn bậc 3 đúng không? Bây giờ nhập căn bậc 3 thì chúng ta sẽ bấm shift căn 343. Bấm như bằng. Thấy chưa? Tiếp tục căn bậc 3 đúng không? Thì chúng ta bấm shift căn. Ở đây có dấu âm này thì chúng ta bấm dấu âm ở đây trước, dấu âm này. Âm 215. Ok. Sẽ bằng đây. Đúng chưa? Thầy bấm để em chứng kiến và so sánh kết quả của nó. Được không? Dùng máy tính và túi để tính giá trị đúng hay cần đúng. Đây, căn 2 của 35. Quan trọng là người ta yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ mấy á. Ha. Bằng này. Ở đây, tới đây đúng không? Đây, đây, chữ SD này. Thấy chưa? Rồi, dù như là thằng này shift. Bấm cho em xem nhé. Shift căn bậc 3 đây. Ở đây có dấu âm đúng không? Bấm dấu âm đây này. 512. Đây bằng âm 8 này. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho cái chỗ này cho em xem. Đây này, thằng này này. Sử dụng máy tính và túi cầm tay đúng hay cần đúng trong mọi trường hợp sau. Căn bậc 2 của 2,337. Ok. Đây bấm chữ SD này. Đó. Thấy chưa? Rồi tiếp tục. Shift căn bậc, nhập thằng này vô. Phân số đúng không? Muốn phân số ở chỗ đây. Cái phím chức năng phân số ở đây, bấm phân số ở đây, đấy, dấu trỏ ở đây đúng không? Âm 7 chúng ta nhập tử ở đây là âm này. Âm này, 7 này. Cái dấu trỏ nó đang ở trên tử, chúng ta muốn xuống mẫu, chúng ta bấm phím này này, phím cuộn này. Di chuyển trỏ xuống đây, bấm phím cuộn đây. Bấm 11. Bằng. Thầy nghĩ ai làm cũng được. Tại vì phần này cực kỳ dễ. Hiểu không? Cái này quá dễ luôn. Cái bộ cánh diều này người ta viết nói chung là khá là đơn giản. Cái bộ kết nối, cái bộ chân trời á, người ta viết cũng phức tạp. Và cái bài tập nó khó em. Bạn nào mà khá khá xíu, giỏi giỏi chút thì vào trong hai cái bộ đó để chúng ta lấy cái phần bài tập để chúng ta làm nha.
Về ví dụ 11. Thằng này người ta đọc ấy, tại vì người ta đã giải với em rồi. Ok. Được chưa nào? Vậy thôi. À, về phần bài tập thì trong đây người ta cho các em tới 9 bài. 9 bài. Chắc có lẽ thầy sẽ quay cho các em trong vòng khoảng 2 clip. Một clip khoảng 4 đến 5 bài nha. Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc. Thầy đề nghị chúng ta sẽ làm thầy 9 bài này. Làm xong xuôi hết. Sau đó tối ngày hôm sau sẽ có clip tiếp theo. Và chúng ta đừng có xem trước, phải làm trước hết, sau đó mở video lên. Chúng ta đối chiếu kết quả và cách trình bày nghe thầy giảng xem thử mình làm đã đúng chưa. Sai chỗ nào thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và chúng ta sẽ chuyển sang bộ kết nối vào bộ chân trời để chúng ta làm. Làm xong chúng ta mở video của bộ kết nối và hoặc là bộ chân trời lên để các em xem. Để đối chiếu kết quả cách trình bày, tại vì thầy có giải chi tiết hai cái bộ đó. Hiểu chưa nào? Đó chính là tài liệu tham khảo của mình á. Và nói chung là thầy đã có giải chi tiết rồi, nên các em cứ lấy phần đó để chúng ta làm nha. Ok. Ba em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.